Sáng ngày 25 tháng 4, tại khu dân cư thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng nhấn mạnh, đây là hoạt động bày tỏ lòng kính trọng và ghi nhớ công lao của các danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, của dân tộc. Tại lễ đặt tên đường, thay mặt các gia đình, thân nhân các danh nhân, nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định lấy tên 20 danh nhân, nhân vật lịch sử đặt tên đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, trong đó có cha của đồng chí là ông Nguyễn Thiện Thành. Sáng ngày 25 tháng 4, tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, quận 3, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh khai mạc tháng công nhân lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển. Tháng công nhân lần thứ 13 là đợt hoạt động cao điểm chăm lo mọi mặt dành cho đội ngũ công nhân viên chức lao động thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh trao 84 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận 3 cũng trao tặng 12 bếp ăn, mỗi bếp 10 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn khó khăn. Với mục tiêu, vì lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn quận 3, Liên đoàn Lao động quận 3 đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp để hỗ trợ giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho người lao động từ 10% đến 45%. Ngày 24 tháng 4, tại thành phố Đông Hưng, Quảng Tây Trung Quốc và huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, Việt Nam đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì các hoạt động giao lưu. Tại hội đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về việc tiếp tục triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế chỉ rõ, giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch sau tiêm vaccine COVID-19 là biến cố nặng hiếm xảy ra, gặp nhiều hơn ở phụ nữ dưới 60 tuổi. Triệu chứng lâm sàng của hiện tượng đông máu sau tiêm vaccine thường xuất hiện từ 4 đến 28 ngày sau tiêm với các biểu hiện như đau đầu dai dẳng, dữ dội, các triệu chứng thần kinh co giật, khó thở hoặc đau ngực, đau bụng, đau và phù chi dưới. Đặc biệt, bệnh nhân ít khi biểu hiện chảy máu, xuất huyết da hoặc xuất huyết nội tạng. Nếu xuất hiện ít nhất một trong các triệu chứng lâm sàng trên, cần chuyển người sau tiêm vaccine COVID-19 lên tuyến cao hơn và xử trí cấp cứu bệnh nhân. Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Yga, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã lập biên bản vụ một doanh nghiệp xây dựng đường tham gia khai thác đất trái phép. Doanh nghiệp tham gia khai thác đất trái phép bị lập biên bản nói trên là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Trung. Đây là một trong các đơn vị thi công dự án nâng cấp hạ tầng đường bộ, nâng cấp sửa chữa và cải tạo đường tỉnh 665, gọi tắt là tỉnh lộ 665. Làm việc trực tiếp với ông Hồ Văn Hùng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Trung, đơn vị khai thác đất, ông Hùng trình bày hiện công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc khai thác đất để phục vụ công trình đường tỉnh 665. Công ty chỉ vừa tiến hành khai thác được 4 ngày, chứ chưa tiến hành khai thác ồ ạt để phục vụ công trình. Căn cứ quy định về khai thác đất, thì việc khai thác đất của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Trung là vi phạm. Ngày 24 tháng 4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết một tàu chở dầu của Iran đã bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Syria. Vụ tấn công đã dẫn tới hỏa hoạn trên tàu, khiến ít nhất 3 người Syria thiệt mạng, trong đó có 2 người là thành viên của thủy thủ đoàn. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nêu trên, cũng như chưa có thông tin liệu đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái hay tên lửa. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24 tháng 4 tại một bệnh viện ở phía đông nam thủ đô Baghdad, Iraq. Theo các nguồn tin y tế của ba bệnh viện gần đó, vụ việc xảy ra tại bệnh viện Al-Qadid,
dành cho việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 ở khu vực Dayabla Bridge. Đám cháy xảy ra sau khi một bình dưỡng khí oxy phát nổ và sau đó nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác vì bệnh viện không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, trong khi trần thạch cao càng khiến ngọn lửa lan sang các đồ dùng dễ bắt cháy. Hiện các bệnh nhân của bệnh viện này đã phải di dời ra khỏi bệnh viện, bất chấp việc đám cháy đã được khống chế. Theo Bộ Y tế Iraq, tính tới ngày 24 tháng 4, Iraq ghi nhận tổng cộng 1.025.288 ca mắc, trong đó có 15.217 ca tử vong.